Mình đang ở tại cái quầy của KTM. Phía bên kia thì mình mới nói xong Vespa này kia, thì giờ tới này là tới KTM, một trong những cái hãng cuối cùng trong cái series mà đi motorcycle show này. Mình chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi để mình hoàn tất tất cả những cái hãng xe, và mình mong muốn là mình sẽ có review những cái xe mà cụ thể hơn. Thì như anh bạn này, anh đang ngồi trên một chiếc xe KTM 390, những cái đời mới mà năm 2019, năm 2020 có cái thiết kế này. Thì thiết kế này năm 2020 mình thấy nó không đổi, nó giống với thiết kế của năm 2019. Ok, bây giờ là mình sẽ mượn camera và mình sẽ quay một vòng xoay quanh chiếc xe này để cho mọi người tham khảo. Thì mẫu xe này, màu sắc và tất cả mọi thứ nó không đổi. Nếu mà bạn nào mà có dịp mà ngắm nhìn qua chiếc xe này rồi thì 100% là giống, không có điều gì khác biệt. Và như thường lệ thì màu sắc mà truyền thống, màu sắc mà đặc trưng của KTM là màu cam. Rồi, đó là một dòng nhanh sơ qua về chiếc KTM 2020 và 390 Duke. Giá của chiếc xe này là tới 4.000. Thường thường thì ở bên Bắc Mỹ, ở bên Canada thì giá của những chiếc xe KTM rất là đắt tiền so sánh với những chiếc xe khác. Xe này là ok, nhường cho hai anh bạn này nói chuyện trước đi, chút nữa là mình sẽ quay lại. Cái hai anh bạn này đi rồi thì giờ mình quay lại luôn. Ducati 2020 và 1290 Super Adventure S. Chiếc xe này là hình như là nó mới ra năm ngoái, và năm này là phiên bản tiếp theo. Mình không có chắc chắn lắm, thì nếu mà có gì thì mọi người có thể để cái comment ở dưới để cho mình biết hơn. Mẫu xe này thì cái phần đầu nó giống như là một cái sừng trâu gì đó, thì nó trong những cái năm gần đây, năm 2018 tới năm 2020 thì KTM đã thiết kế và tạo ra những cái thiết kế và tạo ra những cái kiểu dáng như này. Xin lỗi mọi người, thì sáng giờ mình nói quá là nhiều cho nên là mình có thể bị lộn. Rồi, đây là một vòng xung quanh. Đa phần thì những xe ở đây thì người ta có dòng touring, sport bike và mà naked bike. Rồi ngoài ra thì có những cái dòng mà nửa sport mà nửa naked. Một chiếc xe mình để trước đó nói sau, bây giờ mình sẽ dời dần dần qua phía bên trái của mình. Chiếc xe này là một chiếc xe, mình sẽ cần phải coi cái tên. Chiếc xe này là một chiếc xe 2020 KTM 790 Adventure. Một chiếc xe này là khác biệt hoàn toàn so với chiếc xe kia. Chiếc xe kia thì cái mũi của nó là dài hơn, phần đầu của nó cũng hầm hố hơn. Chiếc xe này thì cái phần mũi này thì nó gọn lại, và cái phần lưng thì nó có hai cái ốp lưng to hơn ra. Đây là một vòng xung quanh chiếc xe 790 Adventure. Như mọi người thấy thì cái dòng Adventure thì lúc nào nó cũng hầm hố, và cái phần đít là lúc nào nó cũng có những cái ba ga như này, để cho mình muốn bắt thêm 2-3 thùng xe, 3-4 thùng xe thì mình bắt thêm. Rồi, còn những chiếc xe này thì nó rất là đơn giản, quan trọng là nó phải có một cái màn hình, sau đó là cái chìa khóa vậy thôi, không có gì thêm. Còn ví dụ như những cái xe sport bike hoặc là naked thì nhiều khi nó có trợ lực đồ này nọ. Còn chiếc xe này, chiếc xe này mình mới nói thì nó cũng có trợ lực phía bên dưới này luôn. Quá là xịn sò. Xe Adventure như mình thấy gần đây thì những cái mẫu xe nó, cái bánh xe nó có tâm, chứ nó ít bánh đúc hơn là cái kia, một cái option bánh tâm. Anh bạn làm bên KTM này, anh đang ngồi trên một chiếc xe, anh đang ngồi trên một chiếc xe KTM 790 Đức. Nó cũng giống như là chiếc xe 390, nhưng mà phần đít của nó thì nó dài hơn, phần đầu của nó cũng dài hơn một xíu. Anh bạn này đang ngồi nói chuyện với một anh bạn khác. Chiếc xe này đã được gắn chiếc bô Akrapovic. Xe này thì cái bánh nó là bánh bánh đúc chứ không phải là bánh tâm. Mình sẽ quay một vòng sơ qua cho mọi người xem. Những cái hãng mà mình thường coi review, rồi những cái hãng lớn như là Honda, Yamaha đồ đó thì mình biết nhiều xe hơn. Còn những hãng xe này mình quay mình nói sơ sơ cho mọi người, để cho mọi người có một cái góc nhìn để tham khảo.
Một chiếc xe này cũng khá là hầm hố. Mình nghĩ là sau khi mình làm những cái video này thì mình biết được nhiều xe hơn. Tại vì mình cứ đọc tên của nó và mình đọc giá. Chiếc xe này là một chiếc xe 2020 KTM 790 Adventure R. Thì chiếc xe này có giá là 14.700. Xe này đã được độ với lại một chiếc Bo Acra Bovic màu bạc giống như này. Chiếc xe này là nó phối màu giữa màu trắng, màu cam và màu đen. Cái dòng xe này thì nó giống như chiếc cào cào hơn. Nhưng mọi người thấy cái mỏ cày của nó phía trước thì không phải mỏ cày, cái này cái dè. Cái dè ở phía trước là nó đã làm cao lên giống như một chiếc xe cào cào. Và cái phần hai bên hông sườn của nó thì nó cũng làm ra hầm hố hơn. Nhưng mọi người nhìn từ trên xuống thì nó bè ra. Cái này hình như nó tích hợp luôn một cái iPhone casing gì đó để mình gắn phone, mình có thể vừa đi vừa xem bản đồ hoặc là gì đó. Những cái thiết kế mà finish của cái thằng KTM thì càng ngày càng chi tiết hơn. Như cái mẫu này thì nó cũng làm có cao su in nổi lên, cái này cũng có cao su in nổi lên, rất là chi tiết. Tiếp theo một chiếc xe khác, chiếc xe này là 1290, 1280. Thì hầu như là mỗi hãng xe đều có 1290 hoặc là 1280. Này là 2020 KTM 1290 Super Adventure R. Chiếc xe này có giá tới 20.200. Wow, càng ngày xe càng lên giá, nhưng mà cái phần mà cái thành phần mà mọi người, cái thành phần người chơi xe mà nhắm tới những chiếc xe này thì không có nhiều, không có phát triển nhiều. Những cái mẫu xe này đa phần dành rất là hiếm, rất là kén người tiêu dùng. Bởi vì nó cồng kềnh, nặng nề và cũng như là để mà chứa, để mà giữ nó trong nhà thì cũng tốn rất là nhiều diện tích. Và dắt nó từ trong nhà ra ngoài hoặc là từ ngoài nhà vào nhà rồi xếp nó vào trong góc thì cũng rất là bất tiện. Cho nên những cái xe này phải những người mà có tiền, rồi những người mà có nhiều diện tích trong nhà, nhiều diện tích trong gara thì người ta sẽ lựa chọn chiếc xe này. Và những người thích đi, những người thích đi phường đó, không thể thiếu đó là hai chiếc xe cào cào. Hãng xe nào cũng có cào cào, và KTM thì nổi tiếng với cào cào hơn là những cái mẫu xe khác. Xe cào cào của KTM là nổi tiếng trên thế giới luôn, về độ mạnh cũng như là sự tin dùng của những người biểu diễn. Thì mình sẽ nói sơ qua chiếc xe này. Chiếc xe này 450 phân khối, chỉ có 450 phân khối thôi, nhưng mà tới 12.900. Màu sắc rực rỡ luôn, chiếc xe là hai thì quá đẹp, được độ một chiếc Bo Acra Bovic. Như cái phần thiết kế cho cái yên cũng chi tiết. Ngoài ra thì KTM cũng có bán những cái đồ phụ kiện, quần áo, rồi ba lô rồi đó. Rồi, mình sẽ đi thêm một vòng dành cho mọi người. Khi mình quay lại chiếc xe này thì đã có người, đã có ông bạn này ngồi rồi. Bên này thì KTM cũng có hỗ trợ bán thêm bô của Acra Bovic nè. Rồi cái ốp nồi, rồi nhông sên, dĩa gì đó, rồi găng tay, giày. Một vòng xoay quanh này. Chiếc xe này là chiếc xe 2020 KTM 1290 Super Duke R. Thì ông bạn làm ở trong KTM đang nói chuyện với ông bạn trẻ này. Cái xe này phân khối của nó là 1290. Như mọi người nhìn từ xa thì mình không cần leo lên, mình có thể quay những cái người ta đang ngồi trên xe để mọi người xem được cái tư thế là như thế nào. Cái xe này thì cái phần đầu nó rất là hầm hố. Phần đầu nó rất là hầm hố và màu cam đặc trưng của hãng KTM. Như anh bạn này ngồi lên, cái tướng của anh bạn này rất là hợp với cái mẫu xe này. Rồi, mình rất là khó tiếp cận với chiếc xe, cho nên là mình tiếp tục là mình sẽ đi quay qua những cái chiếc xe khác. Và mình, cái hãng Triumph này thì